Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tên OMC3QS61. Và mình là Minh Anh. Vâng, hôm nay lại tiếp tục với tựa game tên OMC3Q. Nhưng mà hôm nay mình bắt đầu làm cái series về server mới nha anh em nha. Thì hôm nay khởi đầu bằng 50 lệnh free, 54 lệnh free anh em ạ. Với lại 16 cái core gear nha anh em nha. 16 core gear game từ trước đến giờ. Tức là 17 cái cơ nhưng mà một cái core gear tôi có một con tướng tôi hết 16 á thì cái core gear đấy hết hạn sử dụng anh em ạ. Cho nên bây giờ chỉ còn 17 cái nữa thôi. À quên 16 cái nữa thôi, xin lỗi anh em nha. Thì hôm nay còn mình là bắt đầu mình làm cái series về server mới cho nông dân nha anh em nha. Thì anh em nào mà mới chơi hoặc là định hướng chơi ngày đầu đam mê thì có thể ấy ngon 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 đầu xuôi đuôi lọt anh em ơi, 888 KNP. Thì có thể tham khảo các cách chơi của mình nha anh em nha. Từ hôm nay mình sẽ up video về cày server mới cho nông dân thường xuyên hơn. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng cách là đi qua để lại cho mình một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình nha anh em nha. Và đừng quên comment góp ý những cái mà mình thiếu sót ở dưới phần bình luận để cho mình hoàn thiện hơn nha anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên thôi và mình cũng mới vào được một xíu thôi. Mới chơi được một tẹo từ lúc trưa đến giờ mà mình dậy bận bận cho nên là mình cũng không có chơi thường xuyên được. Thì bây giờ vô quay luôn anh em ơi, quay xây dựng đội hình luôn anh em ạ. Chưa làm cái gì hết trơn. Ok, 7 ngày. 7 ngày được một con cựu phượng. Ok. Và bây giờ mình sẽ nhận 16 con rẻ nha anh em nha. Ok. Thì anh em muốn nhập con rẻ thì theo dõi cái phần mô tả với bình luận anh em ạ. Mình sẽ để cái link nhóm group của mình ở đấy, cũng như là mình sẽ để 16 core gear ở đấy. Anh em tham gia nhóm cho vui, với lại lấy core gear đấy mà chơi, nhập vô lấy chút tài nguyên anh em ạ. Nó không có nhiều đâu, nó chỉ có xíu thôi. Thế nhưng mà trong cái vấn trong lúc đầu game á thì nó giúp khá nhiều cho anh em. Đó, chủ yếu là KNB, một chút KNB thôi. Lạnh nè, 300 này, 199 lạnh nữa này. Đó, chủ yếu là KNB với lại danh tướng lạnh anh em ạ. Quà nó không có gì nhiều. Nãy mình 54 cái nhận xong cái mình được lên thêm 9 cái nữa là 63 cái. Với lại 8k9 KNB với một chút tài nguyên nữa. Đây, một chút tài nguyên nữa. Ok anh em ơi, bây giờ vô quay luôn nha anh em nha. Quay cái này trước đi. Quay ở cái phần quay thường này á, thì nó thì nó không có gì hết trơn anh em ạ. Được, ngoài sách với lại điểm tướng hồn với lại mảnh. Ngoài mấy cái đấy ra là chẳng có cái gì nhá. Hên thì được mảnh đỏ không thì chả được cái gì nhá. Tiệm tướng hồn này, ok mình sẽ quay 10 lần đầu tiên. Xem ra tướng đỏ em là con gì, không được thành tựu à? Một đỏ, một đỏ là không được thành tựu rồi. Trần cờ thì lại cho mình chơi ngụy rồi, lại cho mình chơi ngụy rồi. Ok, 63 cái mà không được cái gì thì thì căng nhở. 50 cái free với lại 13 cái lạnh đấy. Trước mình chơi ở server 61 á, mình chơi chính ở server 61 anh em ạ. Nó thì từ hoảng nè, tào nhân. Nó thì mình quay có mấy lần đầu thôi đã ra cái bá chủ mạnh nhất rồi anh em ạ. 3 lần mỗi lần một đỏ. Chưa lần nào nảy lên hai đỏ. Ui Lưu Bị này. Ok. Ok luôn. Thôi bỏ qua luôn cho nhanh. Còn 20 lần nữa thôi. Bỏ qua luôn cho nhanh. Ngụy Diên Lưu Bị. Bỏ qua luôn cho nhanh. Không có đam chính anh em ạ. Cay ghê nhỉ. Cay ghê á. Hộ vệ Ngụy Diên Tào Nhân thì tin chắc là mình sẽ chơi ngụy thôi anh em ơi.
mình sẽ quay đủ 100 lần 100 lần cái một trăm lần danh tướng của sau bắt đầu mình sẽ quay sang ấy nha, mình sẽ quay sang ok vô quay luôn 9K1. Sáu à, 64 à, 74 này, 84 này, 94 này. Lại tảo nhân nữa. Đủ, không được cái gì. Lương thực này, bắt đầu. Đổi lương thực là tuần Úc có phải ngon không? 94 lần rồi anh em ạ. 6 lần nữa là mình sẽ mình sẽ chỉ cần 6 lần nữa thôi là mình sẽ đủ 100 lần. Không ra con tướng mình cần. Nó ra trường hợp cũng được. Ok, chơi tạm như vậy đi. Level 1. Ok. Nghịch xíu là tí nữa là lại mạnh ngay anh em ạ. Quay hơi đen nhưng mà thôi chơi dần dần anh em ạ. Cứ hôm nay quay có vẻ là hơi đen thật. Quá đen chứ không phải là hơi đen. Tại các bạn là bây giờ nó cũng fix cái tỷ lệ rồi anh em ạ. Nó cũng fix cái tỷ lệ ra rồi. Nhưng mà mình sẽ chơi ngụy từ đầu thì cũng dễ mà anh em ơi. Mình quay được 94 lần rồi. Quay 94 lần rồi thì cũng nhanh. Vô phe cái quay nhanh anh em ạ. Ok. Nâng mỏi cái tay luôn. Ôi giời, mấy con này thì nâng làm quái gì. Cãi luôn. Nào đủ 12 sao nâng thẻ không được. Ok. Tăng sao này. Tiểu đào này về sau nó cũng nâng lên tư chất 16 anh em ạ. À đâu 15 chứ nhỉ. Ừ đúng rồi 15. Tiểu đào á, cũng nâng lên tư chất 15 á. Đừng có đùa. Ok. Tiến cấp lên. Bắt đầu. Hết mất ấy rồi. Chưa đủ nữa. Nếu mà đủ thì mình nhét lương thực vào luôn. Đen quá. Kích hoạt cái này thêm một đoạn nữa. Kiểu gì cũng được thêm lực chiến. Ok.
Nó được không thì nó đổi cái con lưu thực đấy là con hứa chữ cũng được anh em ạ. Thế nhưng mà đời không như mơ, sự thật nó quá phũ phàng luôn anh em ạ. Thôi không sao, mình quay cái kia được 94 lần rồi thì xíu nữa mình đi phó bản, mình sẽ mở cái quay phe và bắt đầu mình workshop phe mình quay. Kệ luôn, vô đấy quay nó sướng hơn anh em ạ. Tăng sao, ok. 7 ngày tiến cấp võ tướng, ok, ngon. 719. Nói chung là xem bảng xếp hạng thì không đủ được, tại vì người ta cũng lạp tiền mà anh em ơi. Nhưng người ta ẩn VIP rồi sao, người ta cũng lạp tiền mà. Nè, trang phục nè. Trang phục này hai củ mấy anh em ạ? Đừng có đùa. Hoặc là trang phục này người ta mặc vô, người ta đi cái trang phục free á, lên level 30 được trang phục free anh em ạ. Thì cái trang phục đấy á, thì anh em ngày một anh em cứ đừng nhận anh em nha. Nếu mà cứ để đấy thì không sao cả, nó không mất cái gì cả. Đâu nhỉ, tăng cấp nè. Nếu mà cứ để đây á, thì nó sẽ không mất, không nó không tính thời gian anh em ạ. Thế nhưng mà khi mình nhận á, thì nó sẽ tính thời gian là trong vòng 3 ngày. Có là cái này trong vòng 3 ngày á thì kể cả không sử dụng nó cũng mất. Đấy. Thế nên là anh em nói chung mà là anh em cứ cày cày đến cái level này á, thì anh em cứ để đấy được nhận nha anh em nha. Nhận xong là sẽ nếu mà lúc nào mà mình đi tháp hay đi map mà kẹt anh em ạ, mà không xoay đội hình không kiểu gì mà đi được á, thì anh em hãy nhận để mà đi map đi tháp nha anh em nha. Nó tại vì nhận xong á, thì nó sẽ có thời gian sử dụng trong vòng 3 ngày, và sử dụng rồi ấy, thì nó có thời hạn trong vòng 2 giờ đấy. Đấy là một cái điểm của cái trang thời trang này giúp anh em lúc đầu á, rất chi là ok đấy. Thì những cái bạn mà người ta có lực chiến như vậy á, là người ta sẽ là lực chiến ảo, thực tế của người ta chỉ có hơn 300 thôi. Thế nhưng mà người ta mặc cái này vô á, người ta sẽ lên tầm tầm độ hơn 200.000 lực chiến, tầm 200.000 lực chiến đấy. Đấy thì trong 2 giờ sau á, nó sẽ mất, cho nên là anh em không nên sử dụng sớm nha anh em nha. Ok anh em ơi, thì cái video hôm nay của mình á, thì mình cũng giới thiệu lên cho anh em là mình bắt đầu cày lại cái series nông dân anh em ạ. Cái series nông dân ở server mới, cái hướng đi cách chơi. Trước thì mình cũng chơi ở server 61 rồi, mình chơi trước tầm mấy tháng về trước á. Thì mình vẫn chơi thường xuyên, thế nhưng mà mình sẽ chú trọng hơn được về cái vấn đề ở bên server mới nha anh em nha. Thì anh em đi qua thì thấy hay và thấy có ích cho anh em á, thì anh em có thể để lại cho mình một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình nha anh em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi mình dừng video clip ở đây để đi phó bản anh em nha. Bye bye anh em. Bye bye.